Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ tông đơ cắt tóc đi viền đa năng Genpact, một cái thương hiệu nổi tiếng hàng đầu ở các nước châu Âu. Bộ tông đơ này có 8 chức năng trong một chiếc tông đơ và sử dụng như một là dụng cụ cắt tóc đi viền chuyên nghiệp của các salon tóc và sử dụng được cho tất cả các thành viên trong gia đình nếu các bạn có nhu cầu sử dụng cá nhân. Thì đây là chi tiết bộ tông đơ cắt tóc đi viền đa năng Genpact. Sau tông đơ là có cái hộp phụ kiện gồm có 5 đầu sạc, 5 cái cửa cắt tóc, 5 cửa cắt tóc, dây sạc, chỗ vệ sinh. Và phía tông đơ thì có 5 cái đầu thay thế cho mình sử dụng các linh hoạt các cái chức năng khác nhau. Thì đây là chi tiết cái tông đơ Genpact. Tông đơ sử dụng nguồn điện sạc từ 110 đến 220 nên dòng điện nào các bạn sử dụng cũng được ạ. Và thời gian sạc là 5 giờ và các bạn sử dụng liên tục hơn 1 giờ đồng hồ. Thì đây là có cái 5 5 cái đầu 5 cái đầu cắt để các bạn thay thế, gồm có đầu cắt tóc, đầu cạo viền, đầu khắc hình xăm, đầu cắt lông mũi và đầu cạo khô, dùng cho các bạn nam cạo râu hoặc là cạo tóc gáy, cắt tóc cho em bé và người lớn đều được ạ. Thì mình xin review cái tông đơ. Thì nút nguồn nằm ở trên thanh tông đơ, nút đây là nút nguồn, chúng ta nhấn vào đây. Tông đơ hoạt động rất là mạnh. Đây là tiếng của tông đơ và đầu sạc, sạc cổng sạc thì chúng ta có thể sử dụng cái sạc của tông đơ hoặc là cái cục sạc điện thoại ấy. Sạc điện thoại Android các bạn cũng sạc được. Thì hai bên thiết kế viền vàng rất là đẹp mắt. Mình tắt nguồn ở đây ạ. Và mình xin giới thiệu đến hướng dẫn đến các bạn cách tháo lắp các cái đầu. Thì chúng ta chỉ cần nhấn nhấn ở đây, đẩy đẩy cái lưỡi ra, đẩy cái lưỡi ra như thế này là chúng ta tháo được cái đầu cắt và chúng ta thay thế cái đầu khác vào. Chúng ta lắp cái đầu cắt khác như thế này. Nhấn vào thôi ạ, chỉ cần nhấn vào giữ cho nó cân bằng và nhấn vào là được ạ. Đây. Và chúng ta thử nhấn nguồn đó. Đấy là cách thay thế lắp ráp các đầu cắt. Và mình hướng dẫn luôn cái cách các cái đầu tiếp theo ạ. Đây là đầu đầu khắc hình xăm trên tóc. Việc tháo lắp rất là đơn giản và dễ sử dụng ạ. Cái bộ tông đơ này rất là tiện lợi, sử dụng được cho tất cả các thành viên trong gia đình. Các bạn mua về sử dụng gia đình cũng được, mà sử dụng cho các salon chuyên nghiệp cũng được. Thì đây là cái bộ tông đơ kẻ viền chuyên nghiệp nên rất cần thiết cho các cái salon cắt tóc. Đây là đầu cắt lông mũi ạ. Thì cái phần cắt nó ở phía trong, còn cái này là nó bảo vệ cho mình nên các bạn cho vào cắt lông mũi thì nó không có ảnh hưởng, nó không có bị xây xước da. Mình tháo lắp rất là đơn giản, chỉ việc đẩy ra như thế này. Đấy. Và mình hướng dẫn luôn cái cắt lắp cái đầu cạo râu cũng tương tự như vậy ạ. Đây là cái đầu cạo râu, cạo khô. Đấy, và cũng là nút nguồn ở trên thân tông đơ, chúng ta nhấn nút thì nó sẽ hoạt động. Nếu chưa hoạt động thì chúng ta kiểm tra lại, chúng ta kiểm tra lại xem mình lắp nó đã vừa hay chưa. Đây ạ, thì vừa rồi mình đã thực hiện thao tác lắp ráp 5 cái đầu 5 cái đầu cắt tóc, đầu cạo râu, cạo khô, đầu cắt lông mũi trên cái bộ tông đơ cắt tóc đa năng Genpact này. Bộ tông đơ này có giá là 395.000 và miễn phí giao hàng toàn quốc nha các bạn. Các bạn đặt hàng vui lòng nhắn tên, địa chỉ, số điện thoại, shop sẽ giao hàng tận nhà toàn quốc và miễn phí giao hàng. Các bạn chỉ thanh toán là 395.000 cho nhân viên giao hàng. Và các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra sản phẩm đúng như cái sản phẩm các bạn vừa xem trên video, đúng như cái sản phẩm này thì các bạn mới thanh toán ạ. Các bạn đặt hàng vui lòng nhắn tên, địa chỉ, số điện thoại ạ. Bộ tông đơ này chỉ có giá là 395.000 thôi, rất là thiết thực trong các hộ gia đình
cắt tóc được cho trẻ em, người lớn, cho vợ, chồng và sử dụng trong các cái salon chuyên nghiệp. Đó là một bộ toner cắt tóc kẻ viền rất là chuyên nghiệp đối với các salon, và trong các gia đình cũng là một bộ dụng cụ rất là thiết thực ạ. Chỉ có giá là 395 ngàn. Các bạn đặt hàng vui lòng nhắn tên, địa chỉ, số điện thoại, shop sẽ giao hàng miễn phí ạ. Giao hàng miễn phí toàn quốc ạ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo ạ.